Thưa quý vị, mới đây thì Bộ Tài chính cũng vừa cho biết sẽ điều chỉnh quy định của pháp luật để phù hợp với thực tiễn, đồng thời khắc phục, minh bạch, giảm thiểu những rủi ro mới phát sinh trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đây là những nội dung trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 153 ban hành vào năm 2020 của Bộ Tài chính. cụ thể bộ tài chính đang đề xuất thu hẹp quy định về mục đích phát hành trái phiếu cũng như loại trái phiếu nhà đầu tư cá nhân được mua và giao dịch đồng thời hướng dẫn cụ thể về điều kiện phát hành và hồ sơ chào bán trong đó có yêu cầu về tỷ lệ an toàn tài chính khi phát hành trái phiếu tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu bên cạnh đó dự thảo cũng bổ sung một số quy định nhằm đẩy nhanh việc thiết lập thị trường giao dịch trái phiếu bên cạnh đó dự thảo cũng đã cho ban hành uh, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và chứng chỉnh các tổ chức cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp. Trước đó, thì Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng đã hủy bỏ chính đợt chào bán trái phiếu của các công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh do công ty công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.